Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn phương pháp thay đổi vận khí của gia đình khi nhà của các bạn đã thoái vận. Đây là một trong những phương pháp đòi hỏi có kinh nghiệm và có một cái học thuật tương đối cao thì mới có thể thay đổi được. Nó không chỉ đơn giản như trường phái Bát Trạch hay các cái trường phái khác. Ở đây tôi muốn trao đổi với các bạn là theo trường phái Huyền Không Phi Tinh là một trong những cái trường phái, nếu biết kết hợp với các trường phái khác, đặc biệt là biết kết hợp với Loan Đầu, Lý Khí và Hình Thể, sẽ giúp cho các bạn ngôi nhà xây dựng đã quá lâu, đã thoái vận trong những năm qua, chỉ nhận được những suy khí và tử khí. Nếu như chúng ta không có điều kiện thay đổi lại thì chỉ còn một năm nữa thôi, bước sang năm 2024 đến 2043 sẽ là vận 9 hạ nguyên. Hiện nay chúng ta đang ở vận 8 hạ nguyên, là một trong những cái hướng, một trong những cái vận cuối cùng của tam nguyên cửu vận. Sau đó sẽ bước sang vận 9 hạ nguyên. Đa số nhà của các bạn xây và tập vào vận 7 và vận 8, tức là những cái nhà xây từ 1984 tới 2003, đó là thuộc vận 7 hạ nguyên. Và một số và đa phần đấy là chúng ta xây dựng những nhà trong vận 8 là từ 2004 tới 2023. Trong cái vận tương lai là vận 9 thì hầu như đa số nhà đã thoái vận, tức là hết vận, chỉ đón được những sao suy khí, tử khí, nó không còn tác dụng về thúc đẩy về sức khỏe, công danh sự nghiệp cũng như thể lực. Hôm nay tôi sẽ tổng kết cho các bạn các hướng nhà và cách mở thành nguyên quyết, cũng như là cách mở cổng cửa làm sao để đón được vượng khí trong tương lai. Thứ nhất, các bạn phải nên nhớ này, cổng cửa là khí khẩu, là mồm đấy, là nơi xuất nạp khí. Nếu như chúng ta đón được những con sao vượng khí, sao sinh khí, nó sẽ tốt. Nếu ngược lại chúng ta đón phải những con sao sinh khí, suy khí và tử khí thì vận trình, vận khí của các nhà các bạn càng ngày càng kém. Bởi vậy hôm nay clip này với cái chủ đề là thay đổi vận khí nhà của các bạn trong vòng 20 năm tới. Thứ nhất là các bạn ở nhà thuộc về hướng nhà ở Tây Nam, phải luôn luôn nhớ mỗi một hướng nó có ban sơn. Thì nhà hướng Tây Nam, tức là những cái nhà các bạn đã xây trong quá khứ từ 2003 tới 2023, tức là nó thuộc hai vận. Thì hôm nay tôi sẽ tổng kết cho các bạn chủ yếu là những nhà xây dựng ở vận 8 là chính. Vận 8 tức là những nhà xây từ 2004 tới 2023 thuộc vận 8 Mão Nguyên, tức là 20 năm trở lại đây. Thì thứ nhất là nhà tọa cấn hướng khôn, tọa dần hướng thân, tọa xỉu hướng mùi. Trong cái vận 8 ấy thì duy nhất có nhà tọa xỉu hướng mùi là vượng sơn, vượng hướng. Còn hai cái hướng cấn hướng khôn và dần hướng thân thì nó là thượng sơn hạ thủy. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này, tại sao mà nó chưa đến cái mức độ mà suy bại? Bởi vì mặc dù nó phạm phải thượng sơn hạ thủy, tuy nhiên nó lại là có tổ hợp mà là phụ mộ tam ban quái là 147, 258 và 369. Thì trong cái vận 9 ấy thì chúng ta sẽ mở thành môn ở cái phía nam thì nó sẽ đạt được những cái tốt. Phía nam là các bạn
Nếu như mà có đất rộng thì mở sẽ chuyển cửa, chuyển cổng ra cái phía nam, hoặc nếu không vì hẹp thì chúng ta có thể là mở cửa sổ ở phía nam. Hoặc nhà chật chội thì các bạn phải nên nhớ đây là nó có con sao số 9 vượng tinh ở đó. Thì ở đó, trong cái vận chín này này, thì ở phía nam là không được đặt nước. Tôi nhắc lại các bạn là không đặt nước, bởi vì phía nam nó là chính thần, chỉ nạp cửa, nạp khí. Chính thần là không được để thủy, là sẽ suy bại. Mà các bạn nào muốn tham khảo thêm ấy, thì xem lại cái video tôi đã phát là thủy vị, sắp xếp thủy vị trong tương lai 20 năm của vận chín hạ nguyên. Thì ở đây, nếu nhà các bạn chật chội thì ở đấy có thể làm để những cái vật chiêu tài có những cái bị động khí như quạt, điều hòa hoặc là những cái gì mang cái tính chất động. Đặc biệt nếu như có thể mở được ở đó để nạp khí thì rất tốt. Tiếp theo là nhà hướng nam. Hướng nam thì có ba sơn. Thứ nhất là tọa nhâm hướng bính, tọa tý hướng ngọ và tọa quý hướng đinh. Trong nó có những nhà trong cái vận 8 là nhà song tinh đao hướng hay song tinh đao tọa. Thì trong cái bước sang vận 9 hạ nguyên này, này thì người ta thứ nhất là chỉ có nhà tọa nhâm hướng bính thì có thể mở thành môn quyết ở phía tây nam, vì ở đó đương nhiên nó đã có con sao số 9 là con sao đương vận, trong tương lai nó đã nằm ở đó rồi. Còn nhà tọa tý hướng ngọ và tọa quý hướng đinh thì nó không hợp với thành môn. Chính vì vậy về tạm tức phải cũng phải dùng tạm trong 10 năm. Sau đó phải xây dựng cải tạo, bởi vì các cái nhà như thế nó đã bước sang đến 30 năm rồi. Bởi vì ở đây cái điều kiện để mở thành môn quyết ở đây nó hơi khó. Cho nên có thể cũng chỉ là kích lên được thôi. Kích về những cái ở đông nam lên mà thôi. Ở phía đông nam thì cái nhà mà hướng ngọ và hướng đinh ấy thì ở phía đông nam có thể đặt thủy vị chiêu tài ở đó để kích hoạt nó lên. Mà tôi cũng nhắc lại này, bởi vì không phải là cứ hướng nam là hướng nam hay hướng đông là hướng đông đâu. Ở đó luôn luôn có ba sơn thì họa phúc nó khác nhau, bởi vì nó đón những cái khí hoàn toàn khác nhau. Có nhà thì thuộc song tinh đáo hướng, như có nhà song tinh đáo tọa, có nhà thì ở hướng lại nhận được những sao vốn dĩ nó là sao suy khí tử khí rồi. Cho nên phải vận dụng vào cái việc này. Nó không đơn giản là chúng ta chỉ thích mà chúng ta mở hay là chúng ta đóng được đâu. Tiếp theo là nhà hướng tây. Nhà hướng tây thì có là tọa giáp hướng canh, tọa mão hướng dậu và tọa ất hướng tân. Thì trong vận 9 bắt đầu từ năm 2024 đến 2043 thì chúng ta có thể là thử mở thành môn ở phía tây bắc của nhà. Đó là nhà hướng tây. Tiếp theo những nhà hướng tây bắc. Tây bắc gồm có ba sơn là tọa thìn hướng tuất, tọa tốn hướng càn và tọa tị hướng hợi. Trong đó có hai sơn tọa tốn hướng càn và tọa tị hướng hợi trong vận 8 hạ nguyên thì nó là nhà vượng sơn vượng hướng, đinh tài lưỡng đắc. Chỉ duy nhất là tọa thìn hướng tốt là trong vận 8 là thượng sơn hạ thủy là bất lợi. Thì riêng nhà sơn trong bước sang vận 9 ấy, từ 2024 đến 2043 thì nhà tọa thìn hướng tốt đấy thì có sao số 1 nó ở hướng. Thì ở đó vốn dĩ nó đã bị thượng sơn hạ thủy trong cái vận 8, bởi vì hai con sao tọa sơn số 8 nó lại nhảy lên đằng trước mà con sao hướng tinh nó lại nhảy ra đằng sau. Người ta gọi là thượng sơn hạ thủy, tức là sơn thần xuống nước mà thủy thần lên núi. Nhưng quy luật của nó bao giờ cũng có cái quy luật, đã suy thì phải có thịnh. Chính vì vậy mà nhà tọa thìn hướng tuất thì trong tương lai lại tốt, bởi vì
nó đã có con sao nhất bạch thủy tinh là con sao sinh khí trong tương lai của vận chín, nó ăn ngữ. Cho nên chỗ này chúng ta chỉ có kích tài, kích hoạt nó lên, cho nó tốt lên thì nó sẽ đem lại kết quả tốt cho các bạn. Còn hai hướng còn lại là tọa tốn hướng càn và tọa tị hướng hợi trong cái vận 8 hạ nguyên này thì đã được là vượng sơn, vượng hướng đinh tài, lưỡng đắc rồi. Thì sang đến vận 9 thì nó không hợp mở thành môn. Đói, cái gì nó có một cái yếu tố nó không hợp mở thành môn. Sau 10 năm phải xây dựng và cải tạo lại. Ở đây, lúc đó, trong gia đình nhà các bạn, những cái vị trí quan trọng mà có con sao số 9, số 1 và số 2 trong tương lai, đặc biệt sao số 9 và số 1 ở đó sẽ kích hoạt lên mà thôi. Bởi vì hai cái hướng này thì nó đón sao bắt bạch thủ tinh, nó là bán cát bán hung, sang vận 9 thì nó trở thành là suy khí. Tuy nhiên nó là con sao tài lộc, con sao số 8 nó quản về tài lộc, cho nên cũng không đến cái mức độ mà suy bại. Tuy nhiên nó chỉ nên áp dụng 10 năm sau đó thì chúng ta phải xây dựng hoặc cải tạo lại để trở thành vận mới, để thay đổi vận khí. Đó là nhà hướng Tây Bắc. Nhà hướng Bắc thì có ba sơn tọa Bính hướng Nhâm, tọa Ngọ hướng Tý và tọa Đinh hướng Quý. Thì riêng nhà tọa Bính hướng Nhâm vốn dĩ của nó là gì? Ở phía Đông Bắc ấy có thể mở được, Đông Bắc có thể mở được thành môn. Bởi vì ở đó nó đã có cái tổ hợp sao số 1, sao sinh khí trong tương lai nó nằm ở đó rồi. Cho nên nhà hướng tọa Bính hướng Nhâm ấy thì các bạn có thể mở cổng cửa, mở cửa sổ hoặc các cái vật chiêu tài đặt ở mở phía đông đông bắc của nhà. Hai hướng nhà còn lại tọa Ngọ hướng Tý và tọa Quý Đinh hướng Quý thì vốn dĩ là trong vận 8 nó là thuộc nhà song tinh đáo tọa ở phía nam. Thì sang cái vận này thì nó đã có con sao nhất bạch nó đã có con sao số 9 ở đó rồi. Bởi vì sao? Trong vận 8 thì nó là song tinh đáo tọa. Thì con sao số 9 thì nó ở hướng tinh. Chính vì thì vậy mà hai cái hướng nhà tọa Tý, tọa Ngọ hướng Tý và tọa Đinh hướng Quý ấy, trong 20 năm vừa rồi và trong 20 năm tiếp tới là nó được đón được cái vượng khí rất là tốt là trong vận 9 hạ nguyên. Cho nên ở cái khu vực này, cả ba cái hướng nhà này và Nhâm Tý Quý này thì các bạn ở đó các bạn để những cái vật liên quan đến thủy để chiêu tài. Bởi vì vận 8 chính thần ở Đông Bắc mà linh thần ở phía Tây Nam, mà vận 9 chính thần ở phía Nam mà linh thần là ở phía Bắc. Linh thần tức là sự suy khí đấy, nó gọi là linh thần là suy khí, nó ở phía Bắc thì người ta gọi là linh thần kiến thủy, thì tiền tài phú quý nó sẽ phát lên. Bởi vậy mà ở phía Bắc là các bạn có thể đào ao hồ hoặc đặt bể cá để mà tăng lên cái vượng khí của phía Bắc là linh thần, mà nó cũng phù hợp với các cái cung vị mà phía Bắc nó là thủy. Cho nên ở cái nhà hướng Bắc là phải có thủy. Đặc biệt nếu như mình không có các cái diện tích đất tốt thì ở đó các bạn có thể đặt bể cá ở đó để tăng mức tài tinh cho nó tốt, giúp cho cái vận khí của gia đình các bạn sẽ tốt lên. Tiếp theo ba hướng nhà Đông Bắc. Hướng Đông Bắc có ba sơn là tọa Mùi hướng Sửu, tọa Khôn hướng Cấn và tọa Thân hướng Dần. Thì trong vận 8 ấy thì có duy nhất là tọa nhà tọa Mùi hướng Sửu là nó tốt, nó là vượng sơn vượng hướng. Còn hai hướng, hướng Cấn và hướng Dần thì nó bị thượng sơn hạ thủy, không tốt. Cho nên trong cái vận 8 này
Thứ nhất là tọa mùi hướng Sửu thì đã được trong vận 8 rồi, bước sang vận 9 nó không hợp với thành môn quyết nữa. Tuy nhiên ở cái khu vực này có thể đặt nước để chiêu tài, bởi vì nó phù hợp với cái mà ở phía Bắc là cần thủy, thì là có thể lật nước ở phía Bắc để tăng vượng khí cho nhà mà thôi. Còn hai hướng còn lại là nhà tọa khôn hướng Cấn và tọa thân hướng Dần ấy, thì chúng ta sẽ mở thành môn ở phía Bắc, nó cũng giúp cho vận khí của các bạn đi lên. Tiếp theo là những nhà hướng Đông. Hướng Đông gồm có nhà tọa Canh hướng Giáp, tọa Dậu hướng Mão và tọa Tân hướng Ất. Thì nhà tọa Canh hướng Giáp ấy, thì sau 10 năm phải cải tạo. Bởi vì sao? Ở đó nó tính về thành môn nó không phù hợp. Tuy nhiên ở phía Đông Nam là các bạn cũng có thể để bể cá hoặc để bể nước để giúp cho sinh phù cho cái phương hướng mà ở phía cửa nhà các bạn ở hướng Đông cho nó tốt lên thôi. Còn hai hướng là tọa Dậu hướng Mão và tọa Tân hướng Ất, tức là hướng Mão và hướng Dậu. Nếu như là ở đó thì các bạn có thể mở ở Đông Bắc, bởi vì ở hướng Đông Bắc nó đã có con sao số 9, tức là 79, nó án ngữ ở phía Đông Bắc rồi. Cho nên các bạn cố gắng mở cửa, mở cổng hoặc đặt những cái vật chiêu tài thúc đẩy vượng khí ở phía Đông Bắc. Nó có con sao số 9 là sinh vượng vốn dĩ ở đó, đồng thời nó cũng phù hợp với thành môn. Còn nhà tọa Canh hướng Giáp đấy, thì nếu có điều kiện mà nhà rộng thì nên mở cửa sổ ở phía nam của nhà ở đó. Vốn dĩ nó đã có con sao cửu tử hòa tinh, là con sao đương vận của vận 9, nó nằm ở đó. Cuối cùng là nhà hướng Đông Nam. Đông Nam thì có 3 hướng: tọa Tuất hướng Thìn, tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tị. Thì nhà tọa Tuất hướng Thìn ấy là trong vận 8, nó là nhà thượng sơn hạ thủy, đinh tài điều bại, nó không được tốt. Thì trong sang đến vận 9 này thì có thể mở ở phía đông, có sao cửu tử hòa tinh nó vượng. Cho nên trong ba cái hướng này là tọa Tuất hướng Thìn thì chỉ có cách là gì? Là mở cửa sổ ở phía tây nam để đón tài tinh mà thôi. Còn có hướng Tốn và hướng Tị thì mở ở phía đông nam. Ở đó có con tổ hợp sao số 9 đã nằm ở đó. Con sao số 9 là sao vượng tinh. Chính vì thế ngày hôm nay tôi đã đưa cho các bạn là 24 sơn hướng nhà đã xây dựng. Các bạn lên đây nói là đã xây dựng nhưng chưa có điều kiện xây dựng lại, hoặc là lên tầng, hoặc thay đổi thiên tâm tập đạo để đón vận mới, thì bằng cách mở thành môn. Thành môn là gì? Thành môn là nơi mà có thể dẫn khí, là cổng, có thể chuyển cổng cửa sang vị trí phù hợp, hay mở cửa phụ, cửa sổ, hoặc đặt nước, đặt vật chiêu tài để thúc đẩy cái sao vượng khí trong tương lai. Các bạn nên nhớ, trong tương lai, tức là từ 2024 tới 2043 là ba con sao có thể là sinh khí, là vượng khí trong tương lai, là sao số 9, số 1 và số 2. Tuy nhiên sao số 2 nó mới chỉ bước qua vòng suy tử thôi. Nó vẫn là con sao bệnh phù, nó vẫn là con sao ốm đau bệnh tật, nó chưa phải là chính vận. Bao giờ mà tới vận 1, tức là từ 2043 tới 2000
1064 thì lúc đấy con sao số 2 mới là có thể là phát huy được tác dụng. Còn trong cái vận 9 chỉ có hai con sao mà để đón được vận khí tốt là sao đương vận là sao số 9 và sao nhất bạch thủy tinh. Trong cái vận tới, mặc dù sao số 8 là sao suy nhưng nó là mà bán cát bán hung, đặc biệt nó là con sao tài tinh. Trong 9 ngôi tròm sao thì nó là đại diện cho sao tài tinh. Chính vì vậy, những cái nhà nào mà không có điều kiện mở được thành môn, không mở được cửa sổ thì cũng không phải lo lắng, bởi vì con sao số 8 là con sao tài tinh. Miễn là sao chúng ta biết cách chiêu tài thì từ khắc mọi sự nó sẽ hanh thông. Trên đây là kết quả tổng kết và đánh giá trong 18 năm vừa rồi. Đây cũng là những cái bí mật mà ít thầy chia sẻ, mà tôi luôn có những cái mới, luôn luôn có những cái sáng tạo, và đặc biệt là nó là kinh nghiệm thực tế. Và tôi là người không thích giấu giếm cái gì cả, tôi thích chia sẻ để cho mọi người nắm bắt được, đặc biệt là những cái bạn đang nghiên cứu, để giúp mình và giúp đời làm sao nó đạt hiệu quả tốt nhất. Cũng như cũng có những bạn hỏi tôi là kiến thức của bác như thế mà tại sao bác không nổi tiếng. Cũng chính vì tôi là người không nổi tiếng, chỉ có những người có duyên có phận, những người mà tôi đã giúp thì biết tôi là đẳng cấp của tôi là như nào. Tôi là người không bao giờ mà mang tới cái danh vọng, và tự các bạn xem clip đánh giá thôi. Thì tôi không có quảng cáo, không có đánh bóng cái gì cả. Tất cả các clip của tôi là clip thực tế, mà tôi khẳng định những cái người nào mà theo đuổi về các cái kiến thức thực tế thì nghe những cái kiến thức của tôi thì sẽ biết đó là hoàn toàn thực tế. Tôi biết áp dụng lý thuyết đi đôi với thực tế và kết hợp nhiều cái trường phái và không bao giờ lặp lại, các bạn nên nhớ. Tôi không xé lẻ những cái clip hoặc là những cái video đã phát. Tôi nói ví dụ, một cái nhà về sát khí của một cái bếp hay một cái phòng ngủ, nó chỉ gói gọn trong cái video đó là những xung sát, những cái cần tránh ở một clip thôi. Chứ tôi không có thói quen xé lẻ như một số người xé lẻ là clip tổng hợp toàn bộ những cái sát khí của phòng ngủ, sau đó lại có một cái clip xé nhỏ ra là hướng đầu giường, lại có clip tiếp theo là xé nhỏ ra về gương, lại xé nhỏ ra là đặt thế này kia. Đó là người ta gọi lý thuyết. Mà gì? Cái quan trọng nhất ấy, nó phải là đi thực tế. Bởi vì những người đi thực tế thì cho dù người ta có sản sinh ra hàng nghìn cái clip, video không bao giờ trùng lập. Đó mới là cái quan trọng. Bởi vì mỗi lần một lần tôi đi thực tế là về nhà tôi đã có kiến thức để phát một cái clip rồi. Hy vọng nếu các bạn mà yêu quý phong thủy